Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người công dụng của nước tẩy trang cho mọi làn da L'Oreal. Công nghệ Misen đột phá chiết xuất thảo dược và Glycineal bổ sung độ ẩm cho da, hút tất cả bụi bẩn, tặn dơ của lớp make up mà không gây khô da. Với công nghệ mới, mang đến các tẩy trang, làm sạch, giữ ẩm và giữ mềm da đồng thời chỉ trong một sản phẩm. L'Oreal Paris 3-in-1 Micellar Water giúp lấy đi sạch tặn trang điểm nhưng không làm khô da. Thành phần an toàn và công nghệ tiên tiến giúp da giữ nước, thông thoáng, mềm mượt chỉ trong một bước. Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc. Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, xem trên bao bì, sao thông tin thương hiệu. Hơn 100 năm thành lập, L'Oreal là tập đoàn chuyên về mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp lớn nhất thế giới. L'Oreal Paris đã có mặt tại hơn 120 quốc gia với các dòng sản phẩm về chăm sóc tóc, chăm sóc da và trang điểm dành cho đại chúng, được xây dựng trên nền tảng khoa học, áp dụng những phát minh công nghệ mới nhất. Các sản phẩm L'Oreal Paris có chất lượng cao cấp, đa dạng, dễ sử dụng, phù hợp với tất cả mọi người. L'Oreal Paris là nhãn hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại châu Âu, được sản xuất tại nhiều nhà máy trên toàn thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Indonesia. Các sản phẩm đều tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đồng đều của L'Oreal toàn cầu. Các sản phẩm chính hãng đều có tem nhãn tiếng Việt phía sau và nhập khẩu trực tiếp từ công ty trách nhiệm hữu hạn L'Oreal Việt Nam, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Sạch sâu, xanh dương đậm, có hai lớp chất lỏng giúp hòa tan chất bẩn và loại bỏ toàn bộ lớp trang điểm hiệu quả, kể cả lớp trang điểm lâu trôi và không thấm nước chỉ trong một bước. Lớp micella chứa các hạt micen siêu nhỏ để len lỏi sâu và dễ dàng lấy đi bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm và chất bẩn khác mà không làm khô da. Thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, giúp làm sạch lấy đi sạch cạn trang điểm nhưng vẫn giúp da giữ ẩm, thông thoáng và mềm mượt chỉ trong một bước. Lưu ý khi sử dụng, lắc đều, cho sản phẩm vào bông tẩy trang rồi nhẹ nhàng lau lên mặt, mắt và môi theo chuyển động tròn, không cần rửa lại với nước. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.